Tuổi thơ, vùng đất thần tiên mà ai trong chúng ta cũng được du hành đến là khoảng trời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đây cũng là chủ đề mà ban tổ chức chương trình tại Tràng An Complex lựa chọn cho dịp lễ mùng 1 tháng 6 này. Ngay từ chiều, các em nhỏ đã tập trung rất đông cùng nhau tham gia vào các hoạt động nghệ thuật như vẽ tranh, tô tượng. Các phụ huynh cũng sắm vai làm những người bạn nhỏ của các con để cả nhà cùng nhau hoàn thành những tác phẩm tuyệt đẹp. Đúng 19 giờ, chương trình được bắt đầu, các tiết mục văn nghệ đã thực sự mang đến cho người xem những phần biểu diễn xuất sắc. Nhìn những hàng ghế đã được nêm kín người, ắt hẳn tất cả mọi người đều đang rất háo hức, mong chờ các tiết mục đặc sắc sẽ còn ở phía trước. Đặc biệt hơn, Tuổi Thần Tiên năm nay có thêm một phần trình diễn rất thú vị, đó là những màn trình diễn thời trang, khoác trên mình những mẫu thiết kế dễ thương, cùng các động tác sải bước không thể đáng yêu hơn, các em đã đốn tim toàn bộ khán giả có mặt tại đêm hội. Càng về sau, chương trình càng trở nên hấp dẫn hơn. Thật thích thú làm sao khi chứng kiến các ảo thuật gia chỉ bằng kỹ xảo, nhanh tay, lẹ mắt, dẫn dắt khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tiếng cười và những tràng pháo tay không ngớt đã cho thấy nghệ sĩ thành công đến thế nào trong việc chinh phục tình cảm của các cư dân nhí. Khép lại đêm hội, chắc hẳn những nụ cười hạnh phúc sẽ còn theo vào mỗi giấc mơ của các em nhỏ. Ban tổ chức mong rằng Tuổi Thần Tiên đã để lại kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của các em. Với những trò chơi và các tiết mục văn nghệ cùng được đặc sắc và hấp dẫn, thông qua chương trình, ban quản lý tòa nhà gửi lời chúc tới các con một ngày lễ tháng 6 ý nghĩa. Và chương trình Tuổi Thần Tiên cũng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.